cô gái này là đệ nhất mỹ nhân dây tiếp theo đã nổ tung ngay trước mặt người yêu tiêu vân lau vết máu trên khóe miệng thành đế này thật sự nhẫn tâm lợi dụng ưu thế khí lãng lúc này lý thành đế cũng dùng dịch chuyển tức thời trong miệng không ngừng lẩm bẩm chỉ cần thành đại sư ta liền không câu nệ tiểu tiết chết đi tiêu vân không nói thêm chạy về phía lối ra lý thành đế trong mắt tràn đầy hưng phấn thành công bỏ trốn lần này ngươi không thoát nổi đâu ánh mắt tiêu vân ngưng lại sắc mặt đột nhiên thay đổi một đại trận hình rồng đột nhiên trỗi dậy lý thành đế giật mình sao vẫn còn trận pháp mà hắn lại không hề phát hiện tiêu vân nhìn lý thành đế có cánh cũng không thoát nổi bản thân cũng đứng vào trận pháp một khắc này đủ để chứng minh tiêu vân căn bản không sợ lý thành đế các trận pháp lúc trước bao gồm cả mọi chuyện vừa xảy ra tất cả chỉ là mồi nhử được tiêu vân lên kế hoạch trước không khiến lý thành đế mất cảnh giác chẳng phải là phí công cực khổ học sát thủ giản trận pháp sao lý thành đế tức giận nhìn người này âm dương quỷ quyệt tới mức không hình dung nổi tiêu vân vùng nám đấm đã đến lúc trả thù cho ân oán trước đây của hỗn độn thánh địa lý thành đế thấy trốn không thoát cũng không còn sợ hãi nữa hét to nói ta lại sợ ngươi chắc lưỡi kiếm nguyệt thần nhìn một kích đốt cháy thời không chi thể của lý thành đế tiêu vân cũng bị ném bay lên không trung nhưng lau khóe miệng trong đống hoang tàn loại đối thủ ngang tài ngang sức này khiến hắn phấn khích nhất thấy lý thành đế đốt cháy thời không chi thể máu cả người hắn sôi trào tu luyện lâu như vậy đây là lần đầu tiên có người đánh bay hắn cảm giác này khiến tiêu vân vừa nghiện vừa hưng phấn lý thành đế tung ra nguyệt thần chi trường lập tức đối đầu với cửu chuyển bá trưởng uy lực chiến đấu thậm chí đã vượt qua tụ khí cảnh chỉ một khoảng cách ngắn ngủi như vậy tay tiêu vân lại nghe được mấy âm thanh không ngừng rít rào lý thành đế vừa phản công không cho tiêu vân cơ hội hít thở vết chém thời không dư ảnh lập tức bao quanh toàn bộ cơ thể và nhân cơ hội chém vào trận pháp thái cực bát quái đồ mà tiêu vân vội vàng ngưng tụ chỉ tồn tại trong một giây dù vậy cái giá mà lý thành đế phải trả cũng không hề nhỏ tiếc là ngươi tổn thương ta quá nhẹ ta cũng muốn xem thời không chi thể của ngươi có thể đốt cháy bao lâu tiêu vân vẫn đang canh giữ lối ra hắn còn rất nhiều phi đao nghe tiêu vân nhắc nhở lý thành đế cũng có chút hoảng sợ tiểu vân nói không sai thời gian kéo dài thời không chi thể của mình nhất định sẽ cháy sạch khi đó hắn chẳng khác gì người bình thường để sống sót người đàn ông để vô số ám khí trực tiếp đâm vào mình tiêu vân chống đỡ chuông vàng phòng ngự bên trong lại thêm thái cực thần trưởng nhưng một trưởng của lý thành đế vẫn đủ mạnh để đánh vào ngực của tiêu vân thời không chi thể liều mạng thực sự khó đối phó nhưng tiêu vân đã sớm đoán được điểm này sau khi rút kiếm hắn đẩy lùi lý thành đế nhưng cũng cho lý thành đế một cơ hội tốt để ra ngoài khi lý thành đế phi nước đại tiêu vân cũng ném thanh trường kiếm trong tay dù có mất mạng hắn cũng không từ bỏ cơ hội lao ra ngoài tiêu vân nhìn lý thành đế đã bị chém một cánh tay tốc độ của hắn vẫn đang tăng lên không khỏi oán trách kinh điển quốc túy đúng là tiểu cường đánh mãi không chết nếu ngươi đã thích ăn phi kiếm vậy trước khi đi ta tặng ngươi thêm vài nhát bên này các đệ tử ra trước một bước đang ở ngoài lan truyền tin tức lý thành đế bị tiêu vân vây khốn ở cửa ra vạn dương huy lo lắng như kiến nằm trên trào trăm vạn cân sức mạnh lần này thật sự phải trách mình có mắt như mù trái tim cũng đập loạn xạ dạ, một nỗi lo lắng không thể giải thích được đám đệ tử cũng không dám tin tính chân thực của chuyện này đó là cực hạn mà luyện thể cảnh trong truyền thuyết mới đạt được đều cảm thấy không thể lúc này cả kiếm thể lẫn thần vương thể đã thử nghiệm thực lực của tiêu vân đều không lên tiếng giờ phút này tiêu vân đã bị bọn họ coi là kẻ thù lớn nhất trên con đường trở thành đế kể từ lần đầu tiên gặp tiêu vân hắn đã không được ngẩng cao đầu lần này cuối cùng cũng được một khoảnh khắc tự tin hiếm có đã thấy chưa kẻ đánh bại trương vân phi ta là một tuyệt thế yêu nghiệt vậy đấy xem các người ai còn dám cười ta khuôn mặt già nua nhợt nhạt của đế thiên cũng tràn ngập nụ cười ha ha đồ đệ của ta có tư thái của đại đế đúng lúc này một bóng người từ trong tổ rồng bay ra vạn dương huy nhìn lý thành đế như sắp thành cột cắm kiếm mấy vết thương này có thể trị nhưng mấy chỗ thiếu sót sợ là không thể lấy lại được hắn cũng không ngờ tiêu vân lại có năng lực như vậy sớm biết vậy có đánh chết cũng không để lý thành đế chọc phải hắn thành đế đừng nói gì ta nhất định sẽ không để ngươi chết nói xong hắn đặt lý thành đế nằm trước mặt mình vạn dương huy bắt đầu rót tinh khí vào cơ thể lý thành đế chữa bao lâu đã dùng hơn chín phần nhưng mạng của lý thành đế cuối cùng đã được cứu ta thừa nhận tiêu vân ngươi rất mạnh là ta mắt mù nhưng trên đời này người duy nhất ta tin thành đạo giả chỉ có lý thành đế sau đó lại nhìn đế thiên dưới âm phủ ta sẽ xuống trước đợi ngươi đến lúc đó xem đồ đệ của ai có thể thành đế sau khi vạn dương huy rời đi nhan uyển và thăng vân vân cũng lần lượt rời đi trước khi đi thăng vân vân rất lưu luyến nhưng cũng biết hiện tại cô và tiêu vân đã không phải là người của cùng một thế giới đế thiên vừa định rời đi tiêu vân đã gọi ông lại sư phụ hải nạp bách xuyên của thánh địa chúng ta nếu là người kế nghiệp của ta thì có thể mang về thánh địa chứ lúc này triệu vô cực chống nạn cuối cùng cũng bước ra ngoài mới 20 tuổi mà lại đi ra với dáng vẻ 90 tuổi.